សួស្តីមិត្តភក្តទាំងអស់គ្នាដែលកំពុងទស្សនាវីដេអូកុំភ្លេចចុចแชร์និងចុចSubscribe វីដេអូផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗផងសូមអរគុណ. តោះអូខេសួស្តីសិស្សទាំងអស់គ្នាណាឥឡូវយើងមកបន្តទៀតណាឥឡូវយើងប្រកបអក្សរវៀតណាមណាប្រកបអក្សរវៀតណាមយើងទៅរៀននឹងអូខេ. តោះលោកតាគឺអ៊ំកូណាអ៊ំកូ ok ông cụ chẳng dùng một bài thá ô ngờ ông ná ô ngờ ông ô ngờ ông ô ngờ ông ná u cờ u cu nặng cụ u cờ u cu nặng cụ u cờ u cu nặng cụ ông cụ ná lục tà thì pí tư nà đi đầu y đờ y đi y đờ y đi y đờ y đi ớ u âu đờ âu đâu ớ u âu đờ âu đâu ớ u âu đờ âu đâu đi đầu tư nè nè tốt lột ông ô ngờ ông ô ngờ ông ô ngờ ông lột nơi ai nè ở đâu ơ hỏi ở ơ hỏi ở ơ hỏi ở ớ u âu đờ âu đâu ớ u âu đờ âu đâu ớ u âu đờ âu đâu ở đâu nơi ai nè dấu sắc dấu quyền dấu hỏi dấu ngã dấu nặng nè sắc quyền hỏi ngã nặng ní cứ chia là biệt để dân an cắt bởi dân trong an bính cư dấu sắc dấu quyền dấu hỏi dấu ngã dấu nặng tại bởi dân an chia là biệt an cắt sắc quyền hỏi ngã nặng nè ok dân hiện an tầng ngọc nia nó chia diếm bọc có lại na đại dương chặt bán dương kha một quấn đồng bị dương mờ một đòn tiệt mờ bàn tràn đòn lại na dương dối được hai chặt xù bán ok ông bên trái bị liền đó ok.